Giống cây hồng diêm ruột đỏ đang tạo cơn sốt trên thị trường hiện nay, vậy nó có những đặc điểm gì? Cùng nhà vườn Ngọc Lâm tìm hiểu kỹ hơn qua video này nhé! Xin chào cô chú, anh chị và các bạn! Hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu đến các bạn một loại quả cho hương vị vô cùng thơm ngon, đó chính là hồng diêm ruột đỏ khổng lồ. Cây mình đang đứng cạnh thì có chiều cao khoảng 2,5 m, đường kính gốc thì khoảng từ 3 đến 4 phân. Cây đang phát triển rất là xanh tốt. Lá cây thuộc loại lá to, dài, có chiều dài trung bình từ 30 cho đến 35 phân. Gân lá sâu có màu xanh đậm, phần đầu lá sẽ hơi bầu và thuôn dài về phần cuống lá. Đặc điểm của giống cây này là sẽ cho hoa cho quả quanh năm, khả năng đậu trái nhiều, liên tục. Cây cho hoa rất là sai, hoa thì sẽ có màu trắng sữa, mọc thành từng chùm dọc quanh thân cây và nhánh. Trên cây đã bắt đầu ra quả rồi. Quả vỏ bên ngoài sẽ có màu nâu, nhám như lớp sừng. Quả này thì hiện tại khoảng 100g. Quả khi chín thì sẽ có trọng lượng lên đến 2kg. Chỉ có một hạt to ở giữa, ruột đỏ, vị rất ngọt thơm, mang lại giá trị dinh dưỡng rất là cao. Hiện nay ở Việt Nam thì đã rất nhiều nơi trồng loại cây hồng diêm ruột đỏ này và cho trái rất là sai, cho thấy khả năng hợp thổ nhưỡng và tiềm năng lớn của loài cây này. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn giới thiệu thêm đến các bạn các kích cỡ khác nhau đang có sẵn tại nhà vườn mình. Đây, cây này thì có chiều cao khoảng 80 phân cho đến 1 mét này. Đây là hàng cây ghép bên mình. Mắt ghép đã phát triển rất là khỏe mạnh, ổn định rồi. Hàng cây ghép thì sẽ nhanh cho trái hơn. Trên cây đang ra những lứa hoa rất là sai nhé. Hoa mọc chi chít từng chùm như thế này. Cây này có đường kính gốc từ khoảng 1,5 phân. Lá cây phát triển rất là xanh tốt. Giống cây này thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Cây có thể trồng chậu được, nhưng cần đảm bảo chậu có đường kính tối thiểu 40 phân để cho cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt các bạn nhé. Khi trồng chậu thì nên thường xuyên kiểm tra tình trạng thoát nước của chậu, tránh lỗ thoát nước bị rễ cây bít lại. Cây tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn thì có chiều cao khoảng 2,5 m. Tán lá rất là xanh tốt nhé. Lá cây rất là to bản, chiều dài thì khoảng 35 phân. Cây cho nhiều cành nhánh, các cành vươn dài khỏe mạnh. Giống cây này được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, nơi có khí hậu tương đồng với Việt Nam. Chính vì vậy cây thích nghi rất là tốt với điều kiện khí hậu của nước ta. Cây này có đường kính gốc khoảng 3-4 phân, thoát thân thì khoảng hơn 1 mét các bạn nhé. Bên mình nhập khẩu nguyên bầu nguyên chậu này, bộ rễ phát triển rất là khỏe mạnh, ổn định rồi. Đảm bảo khi về trồng thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Giống cây này được ưa chuộng còn bởi nó rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Cây không quá kén đất, chỉ cần đảm bảo đất có độ tơi xốp và thoát nước tốt. Tuy nhiên thì để quả to và đẹp hơn thì nên bón thêm phân bón cho cây. Phân bón là các loại phân chuồng hoai mục, phân ure cộng thêm một lượng phân bón lá, giúp cho cành và lá phát triển hơn. Cây hồng diêm ruột đỏ khi trưởng thành sẽ có bộ tán khá to và rộng. Chính vì vậy việc cắt tỉa là cần thiết để tạo độ thông thoáng cho cây. Hồng diêm cũng thuộc loại cây ưa sáng nên việc tỉa tán giúp cho cây quang hợp tốt hơn. Giống cây này thì sẽ cho hoa và quả ra quanh năm. Từ khi ra hoa đến khi thu hoạch thì sẽ khoảng từ 5 đến 6 tháng. Quả hồng diêm khi chín thì ruột bên trong sẽ có màu đỏ rất đẹp mắt, cho hương vị ngọt thơm. Giống hồng diêm này không chỉ có ngoại hình đẹp và hương vị thơm ngon, mà nó còn chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng vitamin A trong quả hồng diêm ruột đỏ cao hơn gấp 1,5 lần so với giống hồng diêm thường. Trong quả hồng diêm ruột đỏ có chứa các khoáng chất như là sắt, magie cùng với hàm lượng chất xơ cao, giúp cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh và nâng cao sức đề kháng. Hiện nhà vườn có đủ các kích thước từ cây giống cho đến cây trưởng thành. Các bạn quan tâm về loại cây này có thể liên hệ đến nhà vườn để được tư vấn kỹ hơn nhé. Các bạn có nhu cầu mua cây có thể liên hệ đến nhà vườn Ngọc Lâm, địa chỉ phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Bên mình chuyên cung cấp các loại hoa, cây ăn quả ngoại nhập phù hợp với khí hậu Việt Nam, dễ trồng, dễ chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua số điện thoại Zalo 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình sẽ gửi hình ảnh video thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây. Các bạn nhận cây trước, kiểm tra rồi mới phải thanh toán.